Em tên Lương Văn Thanh, năm 30 tháng 6 1982. Nghề nghiệp giáo viên dạy lái xe, đang sống với mẹ già. Đang sống với mẹ già. Ở đâu Thanh? Dạ, em ở Đồng Tháp anh. Thầy Thanh dạy lái xe ở Đồng Tháp, sinh năm 82. Thầy đứng lớp lâu chưa mà giờ thầy rung quá vậy? Nó làm hồi quần đang lạnh, nó làm hồi rách như tôi cái quần của tôi nữa. Ở dưới đang có fan ủng hộ nha thầy Thanh nha. Rồi mời nha gái. Em tên đầy đủ là Huỳnh Thị Hồng Như, em sinh năm 1986. Hiện giờ em là nhân viên kinh doanh của một công ty sản xuất sữa của Nhật ạ. Dạ. Ở đâu Như? Dạ em ở Rạch Giá Kiên Giang ạ. Rạch Giá Kiên Giang. Dạ. Còn thầy ở đâu? Dạ em Đồng Tháp. Đồng Tháp. Cũng miền Tây cũng qua lại gần nha. Ra Kiên Giang xuống dưới khoảng 70 cây. Quá gần. Nói ưu điểm, khuyết điểm cho bên nhà gái, cô Như bên kia nghe đi. Hả? Sao? Cái gì đâu mà gãi tôi mới cái gì mà gãi dữ vậy hả? Tối chắc ăn mắm nhiều lắm sao mà. Đây để Ngọc Nhớ. Lan qua ủng hộ tinh thần. Qua đây thì thầy coi thầy rung quá à. Dạ chào thầy. Dạ chào. Qua coi chừng ông rung hơn nữa đó. Thầy đừng rung nữa thầy. Dạ. Mình sắp rồi. Có bạn gái rồi. Dạ em ưu điểm thì thích chơi thể thao. Dạ gì nữa thì thích bóng chuyền, còn nhược điểm thì em dạy gì chứ trước đám đông nhát lắm. Rồi lỡ dạy học trò nữ rồi sao? Không, em học dạy nam không à. Dạy nam à? Không nhận tại, gái tại mấy bạn học dấu xe không à? À học dấu xe không hả? Dấu xe là lái xe tăng hả? Không, lái xe tải. Ủa không có phụ nữ nào lái xe tải hả? Dạ không. Bữa nào thầy dạy tôi khóa lái máy bay rồi. Cái đó em không có chuyên môn. Trời ơi thầy nhát quá trời. Dạ. Thầy ơi thầy đừng rung nữa nghe. Dạ dạ dạ. Gái tôi bây giờ cũng sờn cái quần luôn nè. Rồi thoải mái lên thấy bên nữ người ta mạnh dạng không kìa. Mẫu hình lý tưởng thế nào có giống anh bên đây không? Dạ thì lúc đầu em cũng có đăng ký chương trình là cao trên 1m7. Trên 1m67. Có luôn, 1m7 cũng được luôn. Chắc làm thầy giáo chắc cũng có hút thuốc hả thầy? Ủa, không, thầy giáo không thuốc. Có nhậu. Không có hút thuốc hả thầy? Ủa giờ lái xe mà nhậu hả? Nhậu chút thì lái xong á không trời đủ nhậu. Nhưng mà giờ... lái nhậu rồi sao lái xe được? Giấc chiều nó học xong đó à. Học xong rồi. Nó học xong rồi nhậu chút thôi nha. Chút. Chứ bước mới bước vô đừng có nhậu nha. Rồi, có nhậu chút. Có nhậu chút à. Thì mai mốt em đang học bằng lái loại B2 á. Thì mai mốt nhờ vụ túc thêm. Em thi mấy lần rồi rớt hoài. Trời ơi, đúng thầy luôn. Có thầy lo. Thầy chơi tới bằng E luôn đó, bằng D. Dạ. Anh ở Đồng Tháp mà anh sống ở tại đâu lúc nãy em nghe không rõ à? Lấp Giò em. Ở Lấp Giò. Huyện Lấp Giò. À dạ. Thì, còn em ở đâu? Em ở tại Rạch Giá. Anh có đến Rạch Giá lần nào chưa? Quá nhiều. À vậy là thường anh cho học viên tập lái là có chạy xuống dưới luôn hả? Chạy xuống dưới luôn. À vậy đó hả? Dạ. Thì có dịp nào á anh có xuống Rạch Giá thì em mời anh ghé anh em mình cà phê cũng được. Dạ. Mai xuống luôn chứ dịp nào nữa. Tại công việc của anh á thì phải đi dạy, đi lái xe mỗi ngày luôn đúng không ạ? Không, anh sắp thời gian được tại hồ sơ anh nhận. Dạ. Anh dạy mấy bạn xong rồi cái anh đem xuống trường anh dạy. Anh dạy anh liên kết. Ví dụ, anh liên kết với trường nào? Hậu Giang. Hậu Giang hả? Ừ. Vậy có khi nào em với anh đã từng gặp nhau không? Em cũng học ở Hậu Giang. Dạ. Thầy nào dạy em à? Thầy Nguyễn. Đó, điều tra tới ông thầy luôn rồi. Thầy Nguyễn ở Đầu Đinh phải không? Dạ. Trời. Đi lên thi Hậu Giang cũng 5 lần rồi em rớt. Trời ơi, chết rồi. Vậy chừng nào em thi lại anh kiềm cho em. Trời ơi. Nó lành. Vô. Vô bây giờ là tự tin rồi đó, tự tin rồi đó nha. Gái đây. Dạ. Bây giờ mình đứng gần chút xíu rồi mình dạy lái xe nha. Dạ. Chứ không có lái máy bay đâu mà sợ. Em không có nghe đó đâu rồi nha. Bây giờ đứng cái bên để mình dạy lái xe nè. Đó. Dạ. Bây giờ thử coi trước khi một bài sơ sơ dạy lái xe cho đậu coi nào. Ê, cũng bi chắc mà. Chắc em đoán là rớt giúp cầu chắc. Thì hỏi thì tới bây giờ có 5 bài em rớt hết 5 bài anh. Tại vì hình như thầy nói 10 bài hay 11 bài mà em rớt 5 bài. Ủa gì rớt năm giai đoạn khác nhau luôn anh. Ủa gì rớt năm bài dữ vậy? Dạ. Đâu rớt bài nào nói. Rớt bài nào nói là thử coi. Lần đầu tiên rớt dốc. Rồi xong rồi lần thứ hai đường đinh.
rồi xong rồi tới ghép dọc, rồi tăng tốc, tăng á, rồi xong rồi tới ghép ngang. Thế dạy bên đó lái xe, dạ. Bên đây sẽ dạy đường xe, bên kia dạy lại đường đời. Hai bên kết hợp nhau được, nắm tay nhau được, cứ buông nhau ra. Bây giờ nhìn thẳng mắt nhau nè, đó. Bây giờ thầy Thanh thấy thì thấy cô gái đó làm sao? Với mình nó có rung động chút gì không? Có cảm tình với đúng cái người mà mình đã mong muốn không? Quá ok anh. Còn Như? Còn như... em thấy anh sao? Dạ thì em nghĩ là mình hãy cho nhau cơ hội. Dạ. Cơ hội là phải cho. Quan trọng bây giờ mình cảm xúc đầu tiên rất là quan trọng. Tay ảnh đang rất là lạnh thì đó, bây giờ em anh run hơn em nữa đó. Như nói đi, lần đầu tiên gặp người đàn ông này như thế nào, cảm xúc em như thế nào? Thì lúc nãy anh Quyền Linh nói đó là ảnh dạy em lái xe thì em sẽ dạy anh lái không ngoài trời. Hai người có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau. Hai người không nhìn đâu hết, nhìn thẳng mắt nhau để cảm nhận xem đây có đúng là một nửa bánh ghép của mình hay không. Nào hãy lắng lòng mình lại, 30 giây bắt đầu. Nhìn về bóng đúng không? Thích không? Thích. Thích hả? Có muốn dạy lái xe cho cô ấy suốt cuộc đời không? Ôi dạy lấy bằng thôi chứ. Ông em thiệt tình lắm luôn á. Thiệt tình lắm luôn á. Em có muốn học lái xe với thầy Thanh suốt cuộc đời không? Thôi em muốn hỗ trợ ảnh nhận học viên thì được. Nói chuyện không phải dài lắm nhưng đủ để chúng ta đưa ra quyết định. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. 1 2 3. Chúc mừng. Nào, chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Trên mượn thầy. Dạ.